Chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc, các anh em đam mê động cơ, có xem được video này, có thích và quý em thì mong anh em ấn cho em một lượt đăng ký nhá, và một lượt like nhá. Nếu mà cái máy mà anh em đang xem cái video mà không phù hợp với cái nhu cầu máy móc mà anh em đang cần mua và cần tìm thì anh em có thể ấn vào ô tìm kiếm trên trên đầu video ở trên kênh YouTube đấy, là động cơ ô tô Hùng Thịnh, hoặc anh em ấn vào kênh TikTok tìm kiếm là động cơ ô tô Hùng Thịnh thì vào đó anh em sẽ thấy cái bốn cái cơ sở của em, thì vào đó anh em sẽ có thể tìm thấy hết tất cả, hoặc là trang web của em cũng có, trang web này hoặc fanpage đều có hết, thì có thể mọi người có thể tìm kiếm được các sản phẩm, các loại máy nhỏ máy lớn, cầu số máy số to số nhỏ, đủ các loại cho anh em lựa chọn, máy toàn hàng đẹp, máy nghĩa địa, máy bãi hết, giá cả lúc nào cũng là hợp lý nhất cho anh em nhá. Thì đây cái cơ sở của em có thể gửi hàng đi khắp tất cả các tỉnh trong cả nước nhá anh em nhá. Có xe cụ phù hợp nhất cho tất cả các anh em có thể có nhu cầu mua. Ngoài này có xe em sẽ liên hệ xe và gửi ra cho anh em được. Thì hôm nay đây em lại có một đơn đặt hàng con máy Duchai 140 cho một ông em cho ông em ở cạnh nhà. Em ấy mua máy này về cho khách hàng ở trong miền trong. Em ấy hôm trước cách đây 2 ngày em ấy vừa lấy một con rồi. Bây giờ em ấy lấy thêm một con nữa. Nhưng con máy này là con máy đặc biệt anh em ạ, vì nó mới quá. Con này phải mới 97-98%. Kinh điển thật. Vừa về vừa rửa xong vẫn ở trong ba lít nhá anh em nhá. Máy này nó quá mới, nó là Duchai. Cái dòng máy này bán rất là chạy vì bây giờ nó, tất cả cái dòng máy này nó đều thay xe vào, giờ lắp vào xe 7 tấn 8 tấn này. Anh em mà xe 7 tấn thì sẽ là máy 14110 135, thì anh em sẽ thay con máy này vào là máy nó là máy 8 tấn, nó rất là khỏe, và kể cả máy 8 tấn cô min hay gì cũng đều là lắp máy này được hết nhá anh em nhé. Cái dòng Duchai này nó rất là bền, và cái dòng Duchai này nó bền, và cái máy của nó thì đồ đạc của nó rất là phổ biến, nó khỏe, nó thật là sự là con máy này nhìn mà không muốn bán anh em ạ, nó vì nó mới quá. Nhưng chẳng biết làm sao vì ông ấy ở gần nhà anh em ạ. Anh hôm trước em ấy mua một con rồi, bây giờ mua đến con thứ hai. Đây, em quay thì thế này anh em đủ hiểu. Máy nó gần như mới. Để anh em hiểu là con này là nó thay vào xe, cả xe 5 tấn cũng được anh em nhá. Xe lắp vào xe 5 tấn đều được hết. Thay đổi cái bu gà kia là được này, 5 tấn này, 7 tấn, 8 tấn đều được. Duchai 140, 160, tất cả anh em đang chạy máy 4110 này, 135 là đều, khi mà đã thay máy thì đều thay hết lên máy cái máy này nhá anh em nhá, vì cái máy này nó rất là khỏe và chân bệ nó như nhau hết. Thì em sẽ giới thiệu qua một tí cho anh em cùng biết. Đây, con Duchai 140-33 này. 140-33. Vòng tua của nó là 2008 và nó là 105 kW. Con này nó nhỏ hơn con 160 nhá anh em nhá. Còn tình trạng máy nó như thế nào thì con này chắc phải giới thiệu phải đến 3 ngày không hết cái vẻ đẹp của nó anh em ạ. Rồi, tình trạng máy này. Anh em thấy có con máy nào mà bơm kim nó còn zin chưa một tí, một chóc sơn một tí nào. Em vừa về được 15 con máy này, tất cả đều đẹp. Tất cả đều đẹp như thế này hết nhá mọi người nhá. Lấy cái N giờ. Tất cả đều đẹp như thế này hết anh em xem này, tất cả nguyên zin này. Chưa có một con ốc nào, nếu có con ốc nào động chạm không lấy tiền luôn. Đây, mới quá anh em ạ. Máy nó kinh điển, mới kinh điển luôn. Đây, tất cả những con này nó còn đầu ở con vạch sơn là những con ốc này, nó mới quá. Lốc chưa bị mất màu một tí nào, chạy nó vẫn chưa lóng máy ấy. Nó chưa bị lốc, nó chưa ấy này. Những cái đầu ở đằng trước này, cái đầu mặt méo đằng trước nguyên zin hết. Chưa, máy nó còn mới này, anh em xem này, kinh điển chưa? Con máy này nó mới quá. Đây. Những con ốc quy lát này, ở ngoài trong miền trong gọi là ốc quy lát, nhưng ở ngoài miền Bắc thì gọi là ốc mặt máy này. Bơm sinh hơi là anh em này, nguyên zin. Cả tổng thể một con máy này chưa có một con ốc nào có dấu hiệu can thiệp của cà lê cả anh em ạ. Chưa có dấu hiệu tháo của cà lê, tất cả còn nguyên zin nhá. Nguyên zin từ A đến Z luôn này. Nguyên zin từ A đến Z. Nó mới kinh điển luôn. Đây anh em xem này, cái tem giấy này, 8.000 km này. Tem giấy nó vẫn còn này. Sợ không? Tem giấy này mà chạy nhiều nó sẽ lóng máy, nó sẽ bị cháy đi, nó bị lát đi mà nó còn chưa bị bong. Kinh điển thật. Cái bô xả nó vẫn còn trắng này, nó chưa bị rỉ anh em này. Chạy ít quá. Rồi. Cái chống nóng của nó còn chưa bị mất màu sơn nhá anh em nhá, chưa bị mất màu sơn. Turbo nguyên zin hết. Rồi, lốc khai bên rè mới tinh nhờ. Thật sự là không biết là giới thiệu bao nhiêu lâu mới hết được cái vẻ đẹp của con máy này nữa. Kinh điển thật. À, tất cả còn nguyên zin nhá. Nói thật là
Nếu mà nói nhiều thì có khi anh em lại bảo em nói nhiều quá, nhưng có khi anh em lại nghĩ em nói xạo. Nhưng thật sự là máy nó mới quá nên mà nói mãi không hết. Sợ thật. À, con heo của nó mới tinh luôn. Kẹp chì tất cả nguyên zin kẹp chì đây. Anh em xem này, kẹp chì này, kẹp chì của nhà máy này. Đây, kẹp chì này, kinh điển chưa? Máy này ông em ấy mua cho có khách ở người ta đặt ông em đấy đi, là ông em đến mua con máy này, sợ thật. Máy không muốn bán đấy anh em ạ. Kinh điển. Mới quá. Hình thức con này đúng là nếu mà ai chê nữa thì bỏ nghề bán máy luôn. Giờ em sẽ test nổ một siêu phẩm du trai 140 trừ 33 vòng tua 2008 cho em Thịnh. Hôm trước em ấy vừa mua một con rồi, hôm nay em ấy mua tiếp một con nữa gửi đi cho khách ở miền Trung. Thực sự là một siêu phẩm như kiểu Ngọc Trinh ấy anh em ạ. Ngọc Trinh thì mất trinh rồi nhưng con máy này chưa mất trinh, như mới luôn. Thực sự là quá đỉnh của chóp rồi. Máy mua về để lắp lên xe con 8 tấn Trường Giang hoặc Hoàng Huy nhé anh em nhé. Tất cả đều máy này hết du trai này. Du trai 140, có cả 140, 160. Đổ đi em ơi. Như mới. Quá đời anh. Hơi nghe sướng nhỉ. Quá kinh điển. Sướng tai quá anh em ơi. Sướng tai quá. Xe là đéo ấy. Không biết nói gì hơn cả. Nếu mà anh em nào chê nhá, em trả lại tiền luôn, không bán luôn. Bỏ nghề bán máy luôn. Không một tí đổ hơi. Không một tí khói. Thôi được, cho nó chảy tí vào xin là không ra đâu. Nghe mà đã, còn tài quá anh em ạ. Rồi, khách hàng đây nhá, em Thịnh đây nhá anh em nhá. Đỉnh của chóp. Đó quá nhỉ. Ông nào mà mua được con máy này, may mắn sở hữu được con máy này quá đỉnh luôn. Vừa rồi em vừa test lổ xong siêu phẩm du trai 140, 160, 140 trừ 33 cho em Thịnh. Ở cạnh bãi hàng của em, cách bãi hàng của em có 200m thôi anh em ạ. Em ấy mua về để gửi đi cho khách hàng ở xa. Em ấy mua con này con thứ hai trong vòng 3 ngày rồi. Em đăng lên kênh, anh em nào có trên kênh TikTok và YouTube, anh em nào có xem được video thì video con máy này thì mong anh em cho em một cái lời bình luận về chất lượng và hình thức bên ngoài của con máy này, chất lượng, hình thức. Và anh em nào có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ cho em, vì những cái máy này là bên cơ sở em vừa về 15-20 con cơ, đủ để phục vụ cho tất cả các anh em nhá.
Anh em cứ yên tâm một điều là như thế, toàn máy đẹp. Nếu mà anh em nào chê không lấy tiền luôn, thực sự là máy nó quá đỉnh luôn, không thể chê được anh em ạ. Nhìn những con máy này mà thực sự là cảm giác còn không muốn bán đấy anh em ơi, cảm thấy nó tiếc nuối những cái sản phẩm. Nhưng vì mình mua hàng về để bán mà anh em, mua hàng về để bán thì không phải để lại đâu mà. Kinh điển quá, không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết anh em thấy nếu mà xem được video này mà có thấy em có giới thiệu về con máy này nó nhiều quá thì mong anh em cố gắng xem hết, thông cảm vì tại vì nó đẹp quá đâm nói mãi không hết cái vẻ đẹp của nó anh em ạ. Lời đầu tiên là xin chúc mừng em Thịnh vì đã sở hữu được một siêu phẩm. Thứ hai là cảm ơn em vì đã ủng hộ anh. Chắc chắn là cái giá bán cho ông em thì để cửa cho ông em để còn kiếm tiếp của khách. Thực sự là quá đẹp. Máy này nếu mà máy này mà gửi cho khách thì chắc chắn là ông khách nào khó tính nhất ở cái Việt Nam này thì cũng không thể chê được rồi. Qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em quý khách hàng nhá. Chúc cho tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe, công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nhá. Xin chào.